Hello, xin chào anh em. Và hôm nay Vương sẽ làm một bản demo đầy đủ chi tiết nhất về Bóc Phôn Farm chạy trên nền tảng YouTube. Thì về cơ bản thì chức năng của cái dàn Bóc Phôn Farm này sẽ dùng chủ yếu đó là chức năng cày view. Vậy thì để cày view được YouTube thì bộ Bóc Phôn Farm này gồm những gì? Ngoài việc là chúng ta sẽ có một bộ bóc 20 điện thoại thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ tun để chúng ta có thể điều khiển cái dàn điện thoại đó. Thì cái bộ tool này sẽ gồm hai tool. Tool đầu tiên đó là tool view màn hình. Thì tại tool view màn hình này thì anh em có thể xem rằng là cái tool này nó đang chạy đúng video hay không, nó đang xem những cái video của mình hay xem những cái video như thế nào, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là chúng ta cũng có thể là điều khiển bằng tay, tức là bằng cách là chúng ta kích vào, chúng ta điều khiển một màn hình hoặc chúng ta liên kết thao tác với tất cả các màn hình. Vậy thì cái tool này giúp cho anh em mở rộng làm thêm những công việc khác, cũng có thể là làm về Shopee, cũng có thể là nuôi ạc Zalo, cũng có thể là làm vân vân và mây mây, hoặc anh em làm về traffic web thì cũng có thể là gì vào đây xong mình đi duyệt web, mình mở trang web lên xong mình đi duyệt web chẳng hạn đấy. Thì là đây là những cái gọi là tính năng mở rộng thôi, được chưa? Còn công việc chính của cái tool này là cho anh em xem màn hình, ngoài ra anh em có thể dùng nó để cày danh sách phát cũng được, cày danh sách phát bằng tay cũng được. Nhiều anh em không thích chơi tool thì mình có thể chơi tay. Thì đây là cái chức năng của cái tool đầu tiên. Rồi cái tool tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tool gọi là tool tự động. Thì cái tool tự động này thì sẽ giúp cho anh em có thể dùng và ứng dụng trong cái hoạt động, đó chính là chúng ta đi cày view tự động. Đây. Thì ở cái tool này anh em làm việc gì? Đầu tiên chúng ta có thể dán hàng trăm link vào đây. Chúng ta thích cày video thường hay chúng ta thích cày live stream cũng được. Tức là video sẵn có trên kênh hoặc là chúng ta sẽ cày vào thẳng trực tiếp live stream của chúng ta cũng được. Và hiện tại thì Vương thấy rằng rất nhiều anh em cũng đang bán hàng live stream trên YouTube, thì chúng ta cũng có thể dùng nó để làm cái hoạt động là búp mắt xem cho cái live stream của mình nhá. Rồi tiếp theo là mọi người có thể thiết lập được thời gian xem là bao nhiêu giây. Ví dụ ở đây đang là 300 500 đúng không? Mình có thể sửa thành 500 700 chẳng hạn. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể sửa được là thời gian bỏ qua quảng cáo là bao nhiêu giây. Chúng ta cũng có thể sửa được là cái thời gian delay giữa các thao tác là bao nhiêu giây. Vậy cái thời gian delay giữa các thao tác này nghĩa là sao? Nghĩa là này, sau khi nó xem cái video này thì nó chờ trong vòng bao nhiêu giây nữa thì nó sẽ xem cái video tiếp sau. Và tất cả các video ở trong này, nếu anh em dán nhiều link ở trong này thì bản thân ấy, tool nó sẽ tự động cho những cái điện thoại của chúng ta sẽ chạy random. Tức là có điện thoại thì xem cái link số 1, có điện thoại thì xem link số 2, có điện thoại thì xem link số 100, vân vân. Được chưa? Rồi tiếp theo nữa, ở đây chúng ta có thể thiết lập được là có cho nó đi like sau khi nó xem video nó có like hay không, hoặc là nó có hủy like hay không. Rồi tiếp tục là chúng ta có chức năng sub và unsub nữa. Thì để thực hiện được cái chức năng này, tool sẽ không có cái chức năng là lốc ạc cho anh em. Chính vậy mà anh em muốn thực hiện chức năng like hoặc là sub thì anh em chịu khó là chúng ta sẽ lốc gì, chúng ta sẽ lốc ạc vào đây bằng tay nhá. Mọi người lốc ạc vào đây này đấy, mở dùng cái phần mềm số 1 đấy, chúng ta lốc ạc. Khi chúng ta lốc ạc vào rồi thì nó sẽ thực hiện được chức năng like và sub, được chưa? Còn nếu mà anh em chỉ cày view đơn thuần thôi thì anh em cũng không nhất thiết là phải lốc ạc Google đâu, vì là không cần lốc ạc Google cũng cày view được. Tí nữa Vương sẽ chạy demo cho anh em. Ok, thì ngoài các cái chức năng liên quan đến phần thiết lập này thì chúng ta còn có chức năng liên quan đến thiết lập là gì? Thiết lập về mạng nữa. Ở đây chúng ta có thể thiết lập cho nó chạy theo dạng nào, ví dụ như chạy đang dạng Wi-Fi không thay đổi IP, chạy theo mạng 4G, chạy theo mạng Proxy, thì chúng ta dùng loại Proxy nào chúng ta sẽ gắn cái Proxy đó vào đây. Ok, và để vận hành cái tool này, vận hành demo tool này, Vương sẽ cày những cái video mà Vương dán sẵn ở đây cho anh em xem nhá, xem nó vận hành như nào nhá. Rồi thì sau khi mà anh em dán link vào đây thì chúng ta sẽ ấn Start, chọn thiết bị mà chúng ta muốn nó cài bao nhiêu máy, rồi sau đó chúng ta ấn vào nút màu xanh chạy. Thì ngay sau khi chúng ta chạy này, tool nó sẽ vận hành đấy, tool nó sẽ kết nối, nó gửi kết nối đến phone. Và sau khi nó gửi kết nối đến phone thì bắt đầu nó sẽ vào, nó mở app YouTube ở trong cái điện thoại lên, xong nó sẽ tự động nó truy cập vào những cái link video của chúng ta. Đây, như anh em đang nhìn thấy không, nó đang mở ứng dụng YouTube đấy. Đấy, nó cứ đang mở rồi nó đang vào YouTube, thấy không? Thì vì đây là tool điều khiển trên điện thoại thật, nó khác hoàn toàn với việc mà anh em điều khiển trên giả lập nhá. Chúng ta dùng một thiết bị thật thì cày view nó sẽ trớt hơn. Đây, như anh em nhìn đây, đây chính là một cái kênh
YouTube của Vương. Anh em nhìn thấy Vương đang chơi game đây. Đây kênh này đây, đây kênh Super King VNK. Tương tự đây cũng là Super King VLK, đây cũng là Super King VLK. Mọi người nhìn thấy không ạ? Mỗi một video, mỗi một cái điện thoại là một cái video khác nhau. Nó sẽ chạy random để cho gì, để nó đánh lừa hệ thống. Không cái điện thoại nào chạy giống cái điện thoại nào cả. Được chưa? Miễn làm sao mà sau khi nó kết thúc cái nhiệm vụ của nó là nó sẽ phải cày hết cái số link này. Thì một bộ bóc phone farm này ấy, một ngày đâu đó cày được khoảng độ từ 3 cho đến 5 nghìn view. Được chưa? Thì rất nhiều anh em sẽ đặt ra câu hỏi là vậy thì cái view này nó có được giữ hay không, hoặc nó có bị tụt hay không. Thì câu trả lời cho anh em ấy, khi anh em cày phone farm vào nền tảng, vào kênh YouTube hay vào bất kỳ một kênh nào ấy, thì cái view của nó sẽ chắc chắn rồi, nó sẽ không bao giờ nó giữ 100%, đúng không? View tự nhiên cũng không thể giữ được 100%. Cái lượng view ấy nó giữ được hay không, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, liên quan đến là câu chuyện là IP, liên quan đến câu chuyện là thiết bị, liên quan đến câu chuyện là tần suất cày. Thì ở đây Vương sẽ có một cái bản phân tích cái kênh VLC này cho anh em xem nhá. Cái kênh VLC này của Vương, thì đây chính là số lượt xem của nó. Cái kênh này ấy, đây mọi người nhìn này, cái kênh này hôm trước đây Vương cũng cày thử đây. Đấy, cày thử vào cái ngày 15 này. Đây mọi người nhìn nhá, toàn thời gian này. Kênh này bản chất thì toàn thời gian thì nó là một cái kênh chết. Thấy không? Nó là một kênh chết. Không có lượt xem. Sau đó thì vào thời điểm là tháng 7 năm 2023 Vương bắt đầu cày thử. Đấy, Vương bắt đầu cày thử ở cái kênh này bằng chính là cái dàn bóc phun farm này luôn. Đấy. Thì bắt đầu là view nó lên này, view nó lên. Xong sau đó Vương lại không cày nữa. Và đến thời gian gần đây. Đây, Vương vừa mới cày đây. Đấy, thì khi mình thời gian gần đây mình vừa mới cày thì đây cái view nó lên. Rồi đây xem. Đây, chúng ta sẽ xem trong 7 ngày qua, thì trong 7 ngày qua là 36 lượt xem, 36 lượt xem, tức là nó rơi vào khoảng đâu đó ngày 20, đây là ngày 15. Ngày 15 rồi ngày 24 này. Thì đây là những cái lượt view mà do mình test thôi, mình nghịch phone thôi. Cái câu chuyện đang nói là view có lưu được không, thì nó có lưu, nhưng mà nhiều hay ít, mất nhiều hay mất ít thì nó liên quan đến câu chuyện là cái Brucey của các bạn và cách các bạn cày rất là nhiều nhá. Ok, và một bộ bóc phone farm như thế này thì sẽ là một bộ gồm bóc này cộng với cả 20 cái máy này, cộng với cả hai cái tool này. Thì chính sách bảo hành là bên mình sẽ bảo hành cho anh em là lỗi đổi mới trong vòng 12 tháng. Tất cả những cái con main điện thoại bên mình cung cấp cho các bạn thì đều là main zin, không khò hàn, không sửa chữa. Và khi anh em gặp vấn đề gì về main, về máy thì bên mình đều đổi mới hết, không lý do, không lèo nhèo, không kéo nhèo, cần lỗi là đổi luôn, được chưa? Và ngoài ra nữa thì tool sẽ được update free cho anh em khi có bản mới. Và bên mình đặc biệt nữa sẽ có nhóm support 1-1 cho anh em trong vòng 12 tháng nữa. Nên là anh em có bất kỳ vấn đề khó khăn nào thì cứ IB vào trong nhóm support thì bên mình sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho anh em. Còn ngoài bóc phone farm về YouTube ra thì bên mình có bóc phone farm chạy cho TikTok, bóc phone farm chạy cho Facebook, bóc phone farm để làm Shopee, bóc phone farm để nuôi ạc Zalo, Tele, Đào Coi, Aerobe, vân vân. Nói chung là nền tảng nào bên mình cũng có. Và đặc biệt nữa thì vào năm 2024 này thì bên Vương có cho ra dòng bóc phone all in one, tức là một bóc có thể chạy được mọi nền tảng, đa nền tảng luôn. Ngày xưa anh em có thể là một bóc nhưng mà chỉ chạy được một nền tảng thôi. Nên là mình muốn làm nhiều nền tảng thì mình phải làm nhiều bóc, đúng không? Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ có cái loại bóc là một bóc thôi nhưng chúng ta chạy được nhiều nền tảng. Nên là anh em thích cái loại nào, thể loại nào anh em cứ IB cho bên Vương thì Vương sẽ gửi đầy đủ thông tin cho anh em nhá. Và thông tin liên hệ của mình thì ở ngay màn hình đấy, anh em cứ kích vào và cứ nhắn Zalo cho mình nhá. Mình sẽ gửi full thông tin cho anh em. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.